đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thúy Nga bất ngờ rao bán nhà, bán đất ở Mỹ, nhiều người choáng váng. Mới đây trên kênh YouTube của mình, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi thăm một mảnh đất rộng tới 25.000m2 tại tiểu bang Florida. Được biết mảnh đất này là của em gái Thúy Nga tên Hương, tuy nhiên vì dịch bệnh không có nhiều việc để làm, lại đang rảnh rỗi nên Thúy Nga quyết định chuyển sang đi bán nhà, bán đất kiếm thêm thu nhập. Cô nói, tôi đang ở tiểu bang Florida. Đây là tiểu bang có rễ cây 4 mùa quanh năm, khí hậu giống Đà Lạt, mát mẻ, trồng cây gì của Việt Nam cũng lên tươi tốt. Người Việt mình sống ở đây cũng đông. Tôi đang đứng trên miếng đất rộng 25.000m2 rất to như một khu rừng. Trên miếng đất này có một căn nhà để cho thuê, một tháng cũng được hơn 2.000 đô. Cho thuê nhà xong, phần đất bên dưới có thể dùng để trồng trọt cây cối. Hôm nay tôi quay cho mọi người xem mảnh đất này sẵn tiện bán luôn. Tôi phải bán nhà bán đất bớt đi, không bữa giờ dịch bệnh ăn hết tiền rồi. Tôi phải tập tành kinh doanh, buôn bán cho có thêm chút tiền, chứ làm nghệ sĩ mãi nghèo lắm, sống không nổi. Miếng đất này to quá, tôi đi không nổi. Nó đã được mua tới 10 năm nay để làm dự án, nhưng cái để trống không ai ở. Đất này nằm ngay mặt đường quốc lộ. Hồi trước, miếng đất này được mua với giá hơn 400.000 đô, giờ bán lại có 350.000 đô. Làm trang trại trồng cây cối có thể thu hoạch ít nhất 10.000 đô một năm. Nói rồi, Thúy Nga đi một vòng để quay cho mọi người xem mảnh đất. Cô còn để lại cả số điện thoại của mình để mọi người có nhu cầu thì gọi đến để mua. Tiếp sau miếng đất rộng 25.000m2, Thúy Nga tiếp tục đi bán thêm một căn nhà khác cũng rất rộng, đang được cho thuê. Căn nhà này cũng là của em gái cô. Được biết trong thời gian qua vì dịch bệnh không đi diễn và cũng không về Việt Nam được, nên Thúy Nga chuyển sang làm vlog về đời sống tại Mỹ, thu hút nhiều lượt theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.